Vâng, và chúng ta sẽ đến map thi đấu tiếp theo. Map thi đấu Anderson giữa đội hình bên phía team Assassin cùng với đó team Falcon. Và có thể thấy rằng Assassin đã dẫn trước tỷ số là 1-0 tại map với đối phương rồi, thì không biết rằng với Falcon họ có cơ hội nào trên map thi đấu Anderson hay không. Đây, map pick đội hình bên phía team Assassin. Đối với cá nhân em thì vẫn có cơ hội cho họ, nhưng mà nó không phải là quá nhiều, sẽ cần phải làm tốt hơn đến từ Sun Payers cũng như những đồng đội của anh ấy, ngay cả cái tên Maiden nữa cũng sẽ cần phải quay trở lại với cả cuộc đua. Mà phải nói gì chăng nữa thì đối với bản thân mình thì mình thấy rằng là tại Anderson thì Sun Payers bắn cũng thực sự không phải là tốt, bởi vì map mà có lẽ rằng tạo nên cái tên tuổi của Sun Payers nó là Vertigo. Một map mà Sun Payers bắn rất hay từ khả năng bắn ốp cũng như là từ khả năng support team. Còn đến với cả map thi đấu Anderson này thì Sun Payers mình cảm giác rằng đôi khi nó sẽ có phần là tệ hơn cả map thi đấu đơn hai cơ. Bởi vì đơn hai mà là một map thiên đường đấu tầm xa rồi, nhưng Sun Payers đa phần đấu với cả Divine toàn thua. Súng gì chăng nữa cũng đều thua, đấy mới là vấn đề. Sun Payers. Chúng ta đến ngay map của Anderson thôi, map pick của đội hình bên phía Astralis. Và đội hình bên phía team Falcon sẽ có cho mình cơ hội xuất phát về City Side trước, và họ đã drop ra đến tận 2 cục đôi. Đến từ vị trí của anh chàng Dufree cùng với Snappy dành cho Maiden và Sun Payers rồi. Với những khẩu lục đôi này thì đội hình bên phía team Falcon sẽ sử dụng tại khu vực bom site B. Nhưng mà Athlete lại đang muốn đánh A, một nơi mà đang không có ai canh giữ cả. Người gần nhất sẽ là vị trí của anh chàng Magic Boy, người đang kê lại cùng middle. Và ngay lập tức thôi đã có smoke trả ra để che đi City Side, vẫn rất đơn giản nhưng nó lại hiệu quả ở trong Piston Round như thế này. Cứu bom sai chưa bao giờ dễ cả ở trong một map thi đấu Anderson, mà các bên phía team Acid đã phun cả 5 người trong bom sai, và nên nhớ rằng họ vẫn còn đó là một quả flash đến từ Starburn. Ui, một quả flash trích lại khu vực tempo hơi tốn nhiều tài nguyên nha. Và giờ hãy cùng xem nào, vàng giạt ra tàn vỡ mồm. Bắn thế này thì thôi quá nhanh, không mất một ai đội hình bên phía Acid mà. Đó là một tiếng delete luôn hoàn toàn đội hình bên phía team Falcon, với cả 5 người đều giạt ra từ City cho đến cả Temple. Không quá nhiều hy vọng những gì mình đã nói, đó là cứu khu vực bom site là rất khó. Khi các tên bên phía team Astralis đều vậy, góc giống cực kỳ đẹp thôi. Bro làm một Starburn, Zappy băng qua làn smoke để có mình double kill. Nhưng mà thực sự nhìn cảm giác Astralis họ bắn như thế này, cánh cửa nào cho bên phía thành viên của team Falcon đây? Chà. Trời đất quá ơi. Tự tin đến từ vị trí cutter hữu nghĩa đây, có lẽ là đấy là sự thật em ơi. Đây sự thật à? Oh, nhưng với quả nết cùng với tiếng bắn Deagle chuẩn xác, và chưa kể là Snappy lên tiếng nữa thì Zappy đã nằm rồi. Divine Zappy đã ra đi thì không biết rằng đội hình Astralis có đem được chiến thắng ở trong round thứ này hay không đây. Nhất là khi Starburn trông có vẻ như bắt đầu cảm thấy hơi mệt một chút khi đối phương bắn khẩu lục tương đối là khó chịu. Những khẩu Fire 7 tầm gần, những khẩu Deagle đang sử dụng một cách gần như tối đa đội hình bên phía team Falcon, và Tham Minh vẫn kịp thời lẩn đi đến tên Maiden. Một smoke kẹp hai Donut và bom xe A đang quá chắc. Ông chỉ sắp bom xe B. Những khẩu Deagle có thể phát huy cái sức mạnh của nó, và đó là Snappy. Không có triple kill nhưng 32 mạng thôi là quá đủ rồi. Giờ thì những người còn lại bách về City, rất may cho bên phía Astralis là không ai đi móc cả, bởi vì nếu như họ đi móc thì họ có thể nhặt lại những khẩu súng mà Astralis đã rơi. Nhưng bây giờ thì Astralis đang chơi bài rất an toàn, khi mà trên tay Easter còn đó là một quả smoke. Và smoke City ném ra thì bắt đầu một cái tình huống kề lại thôi. Rất bó cẩn đến Astralis khi thời gian vẫn còn đó. Vâng, biết rằng một người City rồi. Ô, Sun Payers đã đi qua và sau đó chết luôn ở trong pha thiếu này. Chiến thắng vẫn gọi tên đội hình bên phía team Astralis với một tiếng rất bình tĩnh xử lý 2v2. Ban đầu thì họ có thể là những người bắn không hay bằng những khẩu lục trong tay đội hình bên team Falcon. Nhưng về sau, Falcon lại là người vội. C4 chưa đặt, đã có một tiếng quắc qua quả smoke rồi. Ngà như có cỗ đến từ team Falcon. Vâng, một tình huống mà chúng ta thấy rằng là lấy nhu chế cường đến từ Astralis. Họ lấy sự chậm rãi để khắc chế lại cái sự vội vàng của team Falcon. Nên nhớ rằng ở trong round thì vừa rồi là một round thi đấu cái thật bên phía team Falcon là phong bài. Còn nếu Eco thì nó là quá thành công rồi. Phong bài mà các tên bên phía team Falcon cũng đã rất cố gắng. Bây giờ thì họ vẫn phải Eco trong tên bên phía team Astralis mà thôi. Điểm xuyên được một vài tuyển thủ vẫn còn có thể cho mình lên, đó là Lục cùng với đó Giáp, bởi vì họ có trong mạ gục bắn tay rõ ràng là to của Snappy. Nhưng bây giờ thì Snappy và Magic Boy không về nổi nữa rồi. Bom xe B đã clear và chỉ việc cầm quả xe 4 lên và hạ nó xuống bom xe B là xong. Không có cơ hội nào để cứu bom ở trong pha thiếu này cả đến đội hình bên phía team Falcon, khi một ông
thì 21 máu. Một ông thì cũng đầy máu thật đấy, cũng chỉ là một khẩu lục P2000 mà thôi. Đầy rồi, hàng về bro. Hai mạng với khẩu mạc 10 thì đó sẽ là 1200 đô. Nhưng liệu rằng nó có tới tay bro hay không đấy bro? Vẫn đang bóc máy bro, đã nhìn ra rồi, và đây sẽ là túng xin mạng đến bro thôi. Nhưng cuối cùng thì Rupri vẫn làm được một, và bro bóc máy quá chậm, vẫn chỉ có một mạng gục, nhưng thay vào đó là túng phải nằm xuống đến từ Starven. Có lẽ rằng những khẩu súng to sẽ được thu hồi về tình huống vừa rồi. Ba khẩu AK được giữ nguyên và sau tiếp tục sẽ up lên cho mình đầy đủ bom mìn cũng như AK các thứ đến từ Achalit. Sẽ muốn chiếm mid của họ sẽ không phải là quá giàu đâu. Falcon sẽ muốn chiếm mid ở trong round thiếu full bài này. Có ốp với từ Sunpyrus. Chính xác rồi, Sunpyrus cũng đã có cho mình khẩu ốp trên người. Khẩu ốp giáp 1 cùng với đó một quả smoke. Vâng, smoke ném ra rất nhanh chóng. Tôi tin rằng đây sẽ là quả smoke middle đến từ đội hình bên phía team Cityside Falcon. Chúng ta nhìn thấy Nathalie ra cái là đã có smoke che mắt rồi. Nhưng phía bên kia cũng là điều tương tự tại khu Red Room. Một nét phá làn smoke với quả nét vừa rồi giúp cho Margit Boy nhìn ra Zappi ở đâu. Lợi thế về người đã có thì đội hình bên phía team Falcon. Và họ đang liên tục đụng đẽo các tên bên phía Achilles, khiến cho Achilles cũng rất yếu máu ở trong pha thi đấu này. Nhưng Dupri cũng nên cẩn trọng nha. Ôi tự tin thái quá, giặt quá luôn đến từ bro. Một pha fake thay đạn đến từ cái tên Snappy đúng không em? Đúng. Rất bó cẩn rồi, còn bây giờ thì Snappy được về gần như là rất khó. Snappy vẫn đổi thêm một mạng, tay quá lời rồi. Một trận thi đấu Snappy lại là người bắn vào tay nhất, thay vì những tuyển thủ như là Maiden, như là Sunpyrus, người vẫn chưa có mình bất cứ mạng cùng nào cả. Snappy đã làm quá hay và bây giờ chỉ việc làm tốt nữa thôi. Nhưng Divine lại vào mông đi Maiden, nhưng Margit Boy đã lên tiếng, không thể có mạng cùng tiếp theo gọi tên Divine. Hơi đáng tiếc, chúng ta thấy có quá nhiều thương binh. Nhưng đó vẫn là một chiến thắng gọi từ bên phía thành viên của team Falcon thôi. Chính xác. Và giờ có lẽ là chúng ta sẽ chuẩn bị đến cả một key round của bên phía team Achalit. Vua mà team Boy cũng như nhiều người bọn ấy đã có những pha setup với nhau. Một đến phá smoke và sau đó một tình huống spam cực kỳ chính xác đến từ Market Boy. Sau khi đã nhìn thấy một phần thân thể của đối phương. Vâng, 1-3 và giờ sẽ là một tình huống Acid Glow với cả một key round đấy, nhưng họ không cố để cho đối phương cân bằng tỷ số 3 đều. Vâng, đã cố ngay giặt mít lần này cẩn trọng hơn rất nhiều rồi. Có lửa và có spam ngược lại đôi phần khó chịu đấy, đội hình bên phía team Falcon. Ok là quá đẹp, cũng bắt lại là trượt ạ. Và để cho Dupri là người chết thuê. Và bây giờ Sunpyrus đây rồi, Sunpyrus đã lên tiếng được viên đạn tiếp theo. Nhưng điều quan trọng hơn là có người ở hốc. Ông pha này thì kẹp lại luôn rồi và bị móc sau luôn đến từ chiếc bro. Hạ được quả số 4 xuống thật đấy, nhưng sẽ là 2 vết 4 đến từ Zappi cùng với Star. Nào khó đây nha. Ôi tha mình kìa. Ông pha này trốn rất kỹ đến từ Margit Boy. Margit Boy đã điểm sáng đến rồi bên phía team Falcon. Và Margit Boy làm đôi luôn. Rất nhẹ nhàng. Tình huống của đội hình bên phía team Achilles không nghĩ rằng Hulk City còn người. Chính xác. Một pha vẫn cài lại một người đến từ bên phía thành viên của team Falcon và 2-3 rồi. Round sau sẽ là round 3. Đến từ bên phía thành viên của team Achilles thôi. Góc đó là một góc thi đấu chưa vào đến khu vực middle trước. Thế nên vẫn phải check hết City. Mặc dù có đồng đội đứng ở trong tempo nhìn thẳng với City thật đấy, nhưng đối phương vẫn còn góc trốn mà. Thấy rằng cái hốc mà đứng vào rất sâu đến từ Margit Boy, và chỉ có khi bò hẳn vào nhìn thẳng vào mới nhìn thấy thôi. Có lẽ họ đang nghĩ rằng Margit Boy vẫn còn đang ở Red Room, còn đang ở middle cơ, nhưng không. Margit Boy đã về từ lâu rồi. Bây giờ Divine án tử đã trước mặt, nhưng mà ăn quả nết vừa rồi. Snappy dễ dàng là người tức đoạt đi mạng sống này. Và sau tiếp tục là đẩy thôi. Anh chàng này đang biết rằng con đang ở trước mắt mình. Bên phía chúng ta sẽ lấy toàn là những khẩu lục. Ôi nhưng mà hơi khó ăn đến từ Star. Vâng, bây giờ có lẽ quay đối phương rồi. Star tập này thì không khác gì nhiều cá nằm trong giỏ cả, sắp chết rồi. Đổi được ai nữa hay không đây, cũng chỉ là bắn yếu được mà Kick Boy. Nhưng bây giờ đã biết rằng bom Saya đã clear. Chạy thôi Star vẫn ơi. Bro, một tình huống bro đã biết rằng đối phương đang đứng ở đây. Và thêm một khẩu ốp nữa, chuẩn bị được siêu tầm rồi. Chim. Ôi Zappi, quá tham lam Zappi ơi. 1500 đô. Và bây giờ thì lẽ ra đó một tình huống đẹp hơn nữa cơ. Nếu một tình huống vừa rồi là có cho mình một mạ gục đến từ tên Zappi, và Zappi lúc đó sẽ còn sống và vẫn còn nó cuộc sống tuyệt người. Và bây giờ thì hãy cùng xem nào, double pick. Đây là một tình huống double pick. Khi phía bên này Starven đang quẩy, Starven vẫn đang lùi về được.
và biết rằng Maiden ở đâu. Và quả số 4 vẫn đang trên người như Starvin, và Starvin đang muốn walk về bom site B. Thời gian này không phải là quá ít đến từ vị trí của anh chàng Starvin nếu chạy từ middle dạt về khu vực đó chính là trên cao B. Bầm chạy thôi. B short. Starvin vẫn cẩn trọng, em vẫn phải tranh lại mid bởi vì đối phương rất gần rồi. Bây giờ chạy là hợp lý này. Một round thi đấu như thế này, bắt đến tận 4 súng, hạ được quả C4 xuống đã là quá thành công. Đến từ Archelon chưa kể nhá, có khi là chiến thắng đến từ vị trí Starvin. Ba viên đạn định giảng sơn, hãy cùng xem Starvin nào. Ôi, Starvin sẽ có một pha check, và check khi là tình huống này vào một cái góc đây. Thay đạn được rồi, Starvin vẫn còn góc để quẩy. Starvin vẫn đang muốn play time, và bây giờ Starvin không thể làm gì nữa. Night try đến từ Starvin. Nhưng tôi cũng thấy rất đáng tiếc đến từ pha chim của anh chàng Zappy. Ở đấy mà giết xong được vị trí của anh chàng Sunburst, có khi là thắng luôn rồi. Là có khẩu ốp đấy chứ. Một khẩu ốp đấy kê thẳng về khu vực tunnel. Chính xác là donut đấy. Donut là quá đẹp rồi. Thấy rằng pha tay Sunburst mà chết có phải tuyệt vời hơn không? Làm là... lại là một pha mà vừa muốn có cho mình súng, vừa muốn có cho 1.500 đô. Con rắn này thật sự là hơi tham lam. Zappy. Vâng, nhưng có quen, như bên phía quen đâm sau lưng rồi. Đang khá là vui. Zappy quen đâm sau lưng rồi. À, anh ấy nhiều khi lại mường tượng đấy là Cadian. Cũng có đang cầm bóp ấy đúng không? Nhưng hóa ra là Zappy hơn. Zappy hơn, rất tỉnh táo mà. Có khi nếu là Cadian. Ôi, chết có pha này. Quá đen, tham mình nhảy qua đến từ tên Savern. Snappy bắn đang rất cảm giác ở trong map thi đấu Ancient này, nhưng bây giờ Snappy luôn luôn là người có mạ gục sớm dành đội hình bên phía team Falcon. Game trước Snappy cũng bay, game này cũng như vậy. Pha này thì Market Boy đứng trên lửa bắn nhau đối phương rồi, băng qua quả lửa với những tham minh cuối cùng cũng không thành công đến từ một chiếc bro. Lợi thế về người đang nghiêng hoàn toàn về cho đội hình bên phía team Falcon. Ôi, những tham minh rất đẹp đến từ Sunfire, nhưng cũng chỉ có lại Divine mà thôi. Divine 1v3. Bây giờ Divine đang muốn vứt đi cái khẩu ốp này. Tôi tin rằng là như vậy. Đấy rồi, không cho đối phương nhặt lại khẩu ốp. Và Divine, ui, what up luôn một chữ Dupree. 1v4 biến thành 1v3 những gì mình vừa nói. Và liệu rằng có thể là nhiều hơn không đây? Đối phương đang di chuyển rất khôn khéo, và Divine vẫn đang muốn vứt thêm một người nữa. Nhìn thấy kẻ địch ở đâu rồi. Thì quyết định là không ra với hai người tại khu donut. Với hai người donut không nằm xuống thì không có gì phải khổ cả. Dành cái đội hình bên phía team Falcon rất khó để hạ trái C4 xuống dành cái Divine. Divine đang đục về City nhưng đối phương không cho phép đến được diễn ra. Vâng, một round thi đấu để thua rất trong, và anh đến từ bên phía Astralis, và khởi động vẫn là vị trí của anh chàng Snappy với những pha đục đã thành công. Nói rằng là đục rất kinh các bạn ạ. Snappy bắn spam smoke từ nãy giờ cực kỳ cảm giác nha. Tactical timeout được sử dụng đến từ đội hình bên phía team Astralis. Có lẽ first half này đội hình Astralis sẽ muốn có cho mình con số 5, con số 6. Tầm đấy thôi là đẹp. Còn team Falcon lên được càng nhiều round thì cách biệt với đội hình bên phía Astralis càng tốt. Họ đang cần phải có chiến thắng cho mình tại map thì Ancient này đưa về một tỷ số là 1-1. Và sau đó chúng ta sẽ có map thi đấu cuối cùng. Có thể có map thi đấu núp là map thi đấu cuối ở trong cặp trận BO3 này. Falcon dẫn trước một round thi đấu, và với round thi đấu này thì đội Astralis họ phóc bay luôn. Nào, với những khẩu súng Tech 9, AK có lẽ sẽ là một tiếng tràn về bom xe A. Tiếng tràn về A này thì đôi khi sẽ là tự sát đến đội hình Astralis. Từ nãy đến giờ họ tràn A thật sự là không thành công. Vâng, Sunfire bên này vẫn đang có ốp nhỉ. Đúng vậy. Phải cần những quả flash trắng để khiến cho Sunfire. Và phải có smoke che đi tempo. Đúng. Không được rồi, mất một và rất có thể sẽ mất nhiều hơn. Bốc thì trả ra nhưng để làm gì đây, không dám giạt quà, và sắp thì lại bắt giáp đi một lần nữa. Hết rồi, mọi thứ gần như là tan vỡ hay không rồi. Bắn hụt đến Sunfire, nhìn thấy rồi, vẫn đang quả réo đến Sunfire thôi. Đối phương đang trong trạng thái hoảng loạn. Sunfire vâng, ôi thực sự rất yêu phần, có phần là bắn hơi phản cảm nha. Ôi, pha này thì Divine vẫn đưa về, đó là 1v2 được. Và bây giờ Divine sẽ quay trở về, đặt cho mình khẩu AK rơi ra mà thôi. Quay trở lại middle và lại là một chút đặt bom tại bom site B chăng? Những gì mà trước đó đội hình bên phía team Astralis đã muốn thực hiện đến từ chiếc Starvin.
Một hàng thi đấu mà chỉ có đúng viên đạn ốp đầu tiên. Nó là chuẩn xác đến từ sân Bayern. Còn những viên đạn tiếp theo liên tục là trượt. 36 giây. Có phần là rất tương đồng với cả vị trí của anh chàng Starvin. Nhưng Divay lại nghĩ khác. Divay đang muốn móc với City. Nhưng City lại đang có người kề. Góc kề trước rất đẹp rồi. Hơi khó đi qua Divay với Divay. Không thể nghĩ rằng Snappy đang ở đây. Một góc không phải để trách. Và đó lợi thế cho Snappy. Một tình huống mà Snappy xử lý rất bình tĩnh. Bỏ hoàn toàn cánh B luôn. Đối phương đặt được quả C4 xuống thì cứu bom thôi. Nhưng phải nói rằng Sampayot bắn úp đang không có sự tốt một chút nào cả. Rất may là con đó với chị Snappy đang bắn quá hay. Năm ba rồi. Ở đây sẽ là kỳ nào tiếp theo Atletico phải đối mặt. Lượng tiền mọi thứ vẫn đang khá ổn. Thì Falcon một tình huống liên tục tràn ra chiếm khu vực middle. Còn Ster, tham minh của Ster, hãy cùng xem nào. Một góc kê gì thôi. Và đang có một tình huống lẩn trong trái smoke này. Sắp tới lại bắt được Starvin nhưng Moro đây thì tóm được Dupree. Và biết rằng hiện tại bom xe đang không có ai rồi. Zabi ở lại kê. Và một tình huống tham minh của Zabi, chúng ta hãy cùng xem. 4 đánh 2, 4 đánh 3. Có lợi thế về người. Tạo ra rất nhiều áp lực nha. Và bây giờ thì vị trí của anh chàng Magic cũng đã chết. Vậy tại bom xe B cũng không có ai. Một tình huống vây ngụy cứu triệu đến từ bên phía thành viên team Achalit. Họ fake A để vào về. Bây giờ khi bom xe B đã clear rồi thì đơn giản đi vai hạ sẽ bốn xuống rồi. Cho thấy rằng ở trọng lao thiếu chiến thắng đến từ đội hình bên phía team Falcon thì Falcon cũng tương đối chật vật. Và cái tên bên phía team Achalit, lượng tiền của họ cũng bắt đầu cảm thấy là hơi nguy hiểm rồi. Tỷ số sẽ lên được con số 4 khi mà bộ đôi còn lại đến Falcon, đó là Sunburst, đó là Maiden sẽ đi xếp súng. Và Achalit thì tiền cũng chả nhiều hơn là bao đâu, họ nên giữ lại cho mình những khẩu AK này. Cần có một lối chơi cẩn trọng đến từ đội hình bên phía team Achalit. Round sau, Falcon vẫn full buy được. Còn tình huống này hãy cùng xem nào. Ôi, mất một khẩu súng đến từ Zabi. Vẫn muốn thử, Achalit đang mất nhiều hơn là được. Mất tận 2 người, mất tận 3 người rồi. Vâng, và không còn ai còn súng cả. Bắt súng như lẻ NIP đến từ đỉnh Achalit. Mắn cái gì vậy Achalit? Bắt ơi, thì bắt sớm đi. Bắt với những khoảng thăm mình cuối cùng. Nó như kiểu một pha all in vậy đến từ đỉnh Achalit. Tôi vừa nói là tiền không nhiều đâu, nhưng Divay lại muốn thử. Quả flash búp vào gần như là vô thưởng vô phạt khi cả hai người đều ở City để kê lại. Vâng, có vẻ như vị trí của anh chàng Snappy rất hài lòng với pha thi đấu vừa rồi đến từ đội hình bên phía team Falcon. Và counter lại một bắt súng. Achalit cần tập lại từ bắt súng giống như ngày xưa, chứ còn bây giờ thì không ổn cho lắm đâu. Hết giữa đầu. Vâng. Bom mìn đuổi, mọi thứ đều đang không ủng hộ cho Achalit ở lao thi đấu này. Còn bên kia thì team Falcon bom mìn đầy đủ, và thấy vẫn còn ốp. Fake hột rồi, một tình huống mà được bắn trước nhưng bắn cũng chưa chính xác đến từ chúng ta vẫn đang có áp lực tạo ra ở mền thôi, và đối phương có vẻ đang muốn đẩy ở Maiden, đang xin một cái điều gì đó. Như vậy quyết định là thôi, bắn kẹp hai kép. Có một cái bút lên thùng đến từ bên phía thành viên Tào Cường và đã nhìn thấy, và đó là Sunfire bắt được Star. Phải vào bê thôi. Đây là đối phương có một pha double setup ở khu vực kép khó rồi. Snappy spam kinh quá, và đó Dupree double kill dành cho vị trí của Dupree. 6-4 rồi. Không quá khó khăn để đội hình bên phía team Falcon chiến thắng ở trong round thi đấu này. Và bây giờ thì họ đang muốn hướng đến con số 8 sau kết thúc lượt thứ first half chăng? Tỷ số đã là 6-4 rồi. Cầu kéo quá nhiều thời gian, cũng như những tên đạn spam của Snappy đã khiến cho bên kia team Achalit mất tập trung. Snappy đã bắn quá ghê, 12 sau. Còn 5 thi đấu mà Snappy đang khác hoàn toàn so với 3 thi đấu trước. Giờ hãy cùng xem nào, những cầu Tech 9 thua hỏng, ăn quả đến đau quá. Giờ còn máu đâu để chơi đây, nhưng mà Ster vẫn đổi được một nha. Hãy cùng xem nào, một tình huống mà sẽ đặt được trái C4 xuống rồi. Và Tha Minh, sờ mốc gì vậy? Bắn yếu Sunfire rồi, và Sunfire ui, một tình huống muốn băng vào trong bom sai để bắn nhau tiếp ạ. Sunfire bắn hơi cục quá rồi. Và bây giờ thì
Divine cần phải móc nhanh hơn bởi vì đối phương đã quá gần với Stur. Stur đổi được một nữa là quá thành công rồi. Stur đây rồi, tiếp tục đứng vả mồm. Mặc dù đó Magic Boy, người đã yếu máu và Divine vẫn đang móc được nha. Và về Divine liệu rằng có lộ ra hay không đây? Một quả bóng đặt kín không phải là một quả bóng đặt cho Divine. Divine lại có cho mình cái đầu ở Snappy. Bom này gỡ luôn rồi. Dupree đối đầu với Divine. Tha Vinh là kịp với Divine. 0.41 giây. Và đó là Divine. Một Divine lại thể hiện mình là một người quá hiểu. Người bạn đồng hành. Bốn chức vô địch bây giờ với mình là như thế nào? Đó là Dupree. Dupree gỡ luôn mà không phải nghĩ. Trước đó là Stur anh ơi, bắn quá tởm đến từ Stur để tạo một cái tiền đề thực sự là quá lớn tại cho Divine. Chính xác, cho thấy rằng hai tình huống counter, một vét một thành công với Divine, một ở Master Dust 2 với cả Magic Boy, và hai là tướng vừa rồi trước vị trí coi trắng Dupree. Sao phải bắn cái gì vậy? USP giáp 1 à? Ốp đâu? Sao phải hốt, sao lại USP với giáp 1 thế này? Ôi, quá nghèo nữa, mình phải tìm Falcon sau khi để thua cho mình round thi đấu vừa rồi. Và Magic Boy lên từ... Ôi, tham mình là sai Snappy. Khó rồi đây, USP giáp 1 trong bom sai. Ai đó cứu vị trí quay trong Snappy đi vào đây rồi. Có một sự make up quay trở lại đến từ Magic Boy. Nhưng Magic Boy là bàn tay là quá to. Đi đến đâu thì người nằm đến đó. Bro cũng phải ra đi rồi, nhưng người thứ ba thì sao? Không vấn đề gì cả. Người thứ tư mới là vấn đề dành cho Magic Boy. Nhưng Snappy thì là quá khổ tâm. Chỉ là một khẩu USP mà thôi. USP bắn hai viên đạn liên tục vào mồm nữa cơ. Và đối phương bây giờ không trách góc đến từ tình huống này. Chim thành công đến từ anh chàng Sun Pius. Trả thù pha chim trước đó đến từ tên Zappy. Và Zappy giờ lại là người xử lý cuối. Và trách hết không hết bom sai đến từ đội hình bên phía Achilles. Và cái giá phải trả là vô cùng đắt. Nhưng Sunbird đã nằm rồi. Và liệu rằng đoán ra Dupree ở đâu hay không đây? Đọc được ra, một vét một rồi. Đến từ tên Zappy. Và Zappy quan tâm trong pha thiếu này. 6 đều đến từ Achilles dành cho Falcon. Vâng, khi thấy rằng đối thủ KCT lại biết ngay có ông đi móc. Chẳng qua móc đường nào mà thôi, đúng không vậy? Vẫn rất căng thẳng và vẫn rất khó đoán ở trong round thi đấu cuối cùng vừa rồi lượt thương phát áp. Còn bây giờ chúng ta nghỉ ngơi trong ít phút để chuẩn bị đến lượt thương second half vô cùng bùng cháy khi tỷ số là 6 đều.
Vâng, và chúng ta chuẩn bị đến với cả Pistol Round. Ở map thì đội Anh Sơn thôi, tạm thời tỷ số là 6 đều. Và giờ bên phía Charlie sẽ bắn bên phía City Side. Trong khi đó thì Falcon đang tràn mid ở trong round thiếu này. Có một quả decoy ném ra mid đồ, nhưng đội hình bên phía Achilles bắt đầu vào thế thủ rồi. Đây là pha thi đấu mà Starburn đang muốn sủi, và Starburn sủi thành công, chỉ mất 8 HP mà thôi. Trong khi đó thì Zappi sẽ là người cố gắng bắn thủ ở trong pha thiếu này, và thêm cả một quả smoke cover dành cho Starburn nữa. Đang làm 3 bom side B ở trong pha thi đấu này. Ôi, đục đẽo cũng là trúng nhá, nhưng mà lượng máu mất đi không phải quá nhiều đến từ tên Zappi. Chỉ làm khẩu Glock đục qua cục thùng gỗ. Và ở trong bản update gần đây thì những tình huống đục qua tường, đục qua những vật thể, nó phần nào đó bị giảm một chút lượng sát thương ở trong tựa game set chúng ta rồi. Và bây giờ thì quay trở lại thôi, họ đang muốn tràn về cung bóng xài A với pha đi kép, nhưng quả flash lại không quá tốt, chính xác là pha đi donut. Vẫn đang nhấp nhả để bắn và đi vai, vẫn chưa có bất cứ mạng cục nào cả và phải sủi đến cái đi vai. Trong khi đó Brolo đã lẩn thẳng quả smoke này rồi, đối phương hạ quả số 4 xuống thành công. Và sau đó thì Dupri là người có cho mình cái mồm đi vai, nhưng Zappi cũng đã có được một. Nào hãy cùng xem 4v4, lúc đôi Dupri bắn tin tay quá. Double kill thì Dupri rồi. Vâng, phải vội thôi, nhưng tập này vội được hay không? Đây không được rồi. Mà Geek Boy có một và có vẻ như Pistol Round sắp thuộc về bên phía Falcon tới nơi. Maiden, Mom, Starven và hết. Bro, làm được gì hay không đây? Bắt thêm được một súng sau lưng có địch. Và Bro, vâng, lưỡng đầu thọ địch. Đầu cũng là địch cả và Sunfire dứt điểm đi Bro. Quá khó ở góc đứng như vậy đến từ tên Bro. Đối phương đã tràn về cả City rồi. Hơi đáng tiếc, nếu pha thi đấu vừa rồi là pha thi đấu mà Starburn nhanh chân hơn một chút vào được khu vực đó là kép. Mà không để lộ thông tin ra thì rõ ràng sẽ là pha thi đấu anh tin rằng Starburn sẽ có một mạng gục ở khu vực bom site B từ sớm. Và còn có thể là nhiều hơn nữa cơ, khi đó là khẩu lục đôi đúng không em? Đúng. Nhanh hơn một chút thôi. Nhưng bởi vì đã hơi chậm chân hơn, Ring bên phía team Falcon đã lộ ra khu vực của mình, cho nên là không còn yếu tố bất ngờ nữa. Bây giờ thì Achilles eco luôn. Cẩn trọng, buff flash chiếm mid. Dupri sẽ có bao mạ gục đầy, Dupri có một rồi. Tiếp tục là sấy tốt đến từ Dupri cùng với nó Snappy, đơn giản đem với cái Quara kill đến từ Dupri. 8-6 rồi. Và chúng ta chuẩn bị đến với cả lượt thi đấu, round thi đấu tiếp theo thôi. Round thi đấu bản lề của bên phía thành viên team Achilles. Một key round của họ. Sunpyrus đang rất tập trung. Stur là cái điều tương tự. Như vậy là Stur là người bắn hy sinh, full bom mìn, lên kit, nhưng mà chỉ bắn MP9 thôi. Đang muốn rớt ư? Có nghĩa là tình huống đang muốn đâm vào kếp và ăn một đống lửa. Và giờ thì bị Zappi làm đôi. Này thì phì với chúng tôi này. Cá rô phì. Bắt đầu gây ra 1 tỷ tiếng động rồi. Thảm hình, đó là một mạng và nó có thể là cái double kill hay không đây? Double kill đi vai, một rào tăng hoàn hảo dành cho Achilles. Không mất bất kỳ một súng nào cả. Họ thắng ngay ở cái key round này. Key round đầu tiên bên phía City Side, Achilles đã đem vào chiến thắng rồi. Và ngay tức ở trong round thiếu sau, các tên bên phía team Falcon cũng sẽ bắt đầu phải vét lượng tiền còn lại trong túi mình ra. Sao phải rất tới như kiểu một người lửa vậy anh ạ? Băng qua lửa, băng qua smoke. Vâng, có băng qua cả cái chết luôn đến từ Sunfire. Thấy rằng đội hình bên phía team Falcon hơi khó thở một chút trong pha đánh nhanh vừa rồi, khi mà đội hình Achilles đã có những pha thật sẵn. Bây giờ thì ui nết tương đối là đau, nhưng đục đẽo cũng là khó chịu đến từ bộ đội bên phía Achilles. Và bây giờ thì Flash bung ngược ra, nhưng đó là Zappi. Một fan Flash nhưng vẫn có mạ gục cờ, khó chưa kìa. Mít đồ bằng Starburn lẩn như trạch vậy, đã lùi về rồi, còn Zappi trông có vẻ như vẫn còn sống. Và sau đó Snappy mới là người bị spam chết. Vâng, bộ đôi thi đấu với nhau từ màu áo của Heric cho đến cả màu áo Achilles thì họ vẫn có sự khăng khít với nhau ở trong pha bắn vừa rồi. Và chiến thắng ở trong round thiếu này đồng nghĩa việc cân bằng tỷ số và có thể là vươn lên dẫn trước đến từ đội hình bên phía Achilles. Tỷ số bây giờ đang rất gần với con số 8. Lửa nhồi ra nhưng bắt tham mình quá tởm đến từ Zappy. Zappy đang bắn cực kỳ bay. Chính xác hơn là người có mạng ở kép vừa rồi, đó là Stur chứ không phải Starburn. Nhưng Zappi vẫn còn đang ở đây. Ôi, Zappi xuống góc này thì tôi không phải bàn nữa rồi. Zappi sấy, Zappi hết sạch đạn, nhưng cũng chỉ còn lại Sunpyrus. Một vét 3 không thể làm gì hơn. Đó là 8 đều dành Achilles. Và nó sẽ là 9-8 dành cho Achilles. Khi nào đầu sau sẽ phải eco để tìm phía thành viên của team, đó là Falcon.
Bắt đầu có những cái lắc đầu rồi, bắt đầu có những cái thở dài rồi. Cắn bóng tay đến từ Dupree. Và tình huống bắt Dupree rõ ràng là người nhìn thấy đối phương trước nhưng lại bắn lỗi. Đó mới là vấn đề. Đây nó đẹp lại. Được bắn trước bắn lỗi thì khó. Tay của Anchalit không thể đùa đâu. Thì bây giờ họ đang sở hữu đủ các tuyển thủ trẻ để sẵn sàng những đường bắn tay to rồi. Stur đứng một góc và đúng ra là ok. Nhưng cầm AK để lấy thông tin đến từ Stur. Cũng được, bởi vì đội hình bên Anchalit anh tin rằng họ đã tính được lượng tiền đến từ bên phía team Falcon. Góc đấy là góc lấy thông tin. Bắn với một khẩu rifle thì Stur hoàn toàn có thể tự tin giạt ra trong tên đạn bắn của mình. Đó mới điều quan trọng cơ, còn nếu không lao đầu vào một khẩu MP9 đến từ Divine thì nguy hiểm hơn. Divine có thể đủ tiền lên ốp. Nào Divine tham mình sẽ có một quả smoke nữa trả ra mid đồ, vậy là hết hy vọng ra mid đến đội hình bên phía team Falcon. Falcon lại chia lẻ người ra rồi, mỗi người một phương và đa phần đều đang ở T-Bay. Còn các thêm Astralis thì tôi tin rằng đội tuyển này cũng không hề muốn đẩy ở trong ra đối phương Eco này đâu. Họ chỉ muốn kê lại những vị trí được đánh giá rằng lợi thế thì đã chiếm được đến từ bên phía team Astralis. Chỉ vậy thôi. Thì như vẫn muốn ra mid ư? Ra mid là một cái tình huống anh nghĩ rằng nó tự sát. Đến từ bên phía team Falcon. Tràn đủ nhanh, bắn tay đủ to thì còn có thể làm được. Nhưng mà pha thiếu này thì thôi. Quá khó rồi. Những gì tôi đã nói. Đây rồi, máy quét núp đã rồi. Máy quét núp mang tên Divine của 19. Bây giờ thì double kill thì đi vai thôi. Nhưng người đàn cuối cùng là người nằm xuống Magic Boy. Vâng, đem về cho mình 1.200 đô rất gọn gàng đến từ Divine. Vâng, tránh hết ra để anh tới rồi, anh tới rồi. Vâng, máy quét. Và thật ra thì với những tình huống như vậy thì nên để cho Divine. Đúng, cầm càng tích nhiều tiền càng tốt. Bởi vì sẽ có lúc đội hình bên phía Astralis cần một khẩu ốp đến từ Divine. Thực sự phải nói rằng là khẩu ốp của Divine vẫn là một cái thứ gì đó rất là khác biệt. Giờ hãy cùng xem nào, như vậy Divine vẫn đang chơi vô cùng an toàn. Hãy những cái lượng tiền mà chơi giữ được gì. Họ thắng xong tổng cộng 3 round, họ đang có quá nhiều tiền rồi. Khó chịu nha. Dupree đã lộ ra ở đâu rồi, nhưng pha này thì... Ui, Sunpeus đã kể lại, Bro là người nằm xuống. Và Maiden cover là tốt với chứ Savin. Hai người đẩy khu B-Main đã rơi. Thì không biết rằng đội hình B-Fa chơi sẽ lo liệu như thế nào. Pha thi đấu 3v5 đầy lợi thế là rất lớn, gọi tên Falcon. Falcon cần có cho mình chiến thắng ở trong round thiếu này. Nhấp nhả là dẻo. Sau đó thì vị trí của Zabi vẫn bắt được một và Zabi vẫn đang muốn có mình nhiều hơn. Quả nết thì nhồi ra và quả nết này là quả nết mà kịp thời lùi về trên Maiden. Còn pha tiếp theo của Zabi đang hết đạn. Nếu pha đó Zabi còn đạn, anh nghĩ rằng Zabi vẫn muốn chơi tiếp. Chứ không là phải là chúng lùi về đâu. Divine đã đâu với Dupree. Nào Divine Dupree. Dupree đang kê một góc thiếu khác. Divine cũng không nhìn thấy bóng. Tham mình và đó là tham mình. Divine cũng không thôi. Nhìn thấy cái bóng đâu, em hiểu không? Cái bóng nó ở trước mặt Divine lúc mà Dupree đi qua sau cánh phải ấy. Các bạn nhìn dưới đất thì sẽ thấy cái bóng nó hiện ra. Nhưng có lẽ lúc đó cái mắt của Divine không hề đặt ở đó. Mà chỉ đặt ở cái khu vực middle đang nhìn mà thôi. Bây giờ thì khó rồi đây. Tôi đang muốn sủi nhưng không sủi được. 9 đều dành cho bên phía team Falcon. Quá căng, một tình huống quyết định là đẩy B-Man để lấy tạo lợi thế. Nhưng mà cuối cùng thì không có lợi thế nào cả ngoài cái chết dành cho vị trí của anh chàng Bro. Những quả đồ trả ra tại cung B-Main nó không giúp đội hình bên phía team Astralis dễ thở hơn pha đẩy của mình. Đây, em nhìn không? Cái bóng nó đã hiện bóng, ra có rồi. Bóng, có bóng. Đấy, nhưng mà mắt của Divine đang đặt ra ở middle. Chúng ta không phải là người đang thi đấu. Chúng ta có thể nhìn thấy bao quát hơn những một tuyển thủ đang ngồi trên khu sân khấu và thi đấu. Và bây giờ thì Flash cũng ra tốt quá, hai bên đều đang xem. Ai sẽ được hết bù trước, còn đó có vẻ sẽ đội bên phía team Astralis. Nhưng mà trong làn smoke vẫn còn một người. Nào hãy cùng xem liệu rằng đây có phải là tướng đem về mạng thứ hai không ấy. Đúng như vậy thật, đó là Zappy. Lần rất khéo léo, có cho mình thêm mạng gục trước để nằm lại bởi cái tên Maiden. Lại là pha bò qua quả smoke, cái lần này chỉ có cái chết gọi tên đội bên phía Astralis. Chứ không phải là mạng gục nào cả. Máu đã phần là yếu dành cái tên Maiden rồi. Và Snappy. Snappy lại đang cầm cho mình một khẩu Glock em ạ. Ngoài mid có súng. Đây rồi. Đấy, đây là M4S rồi. Không có gì phải khổ cả. Có lẽ một pha thi đấu quên mua đồ chăng? Snappy còn tận 2.900 mà. Một khẩu AK cũng chỉ mất đến tận 2.700 thôi em ạ. Toàn có phần là cẩn trọng quá. Snappy bây giờ đúng là có một mồm thật.
Và một mét rơi ra đến đội hình bên Astralis. Và hiện tại Astralis đang đánh lô là chuẩn nha. Hai người còn lại của họ đều đang ở khu bom site B, nơi mà đang muốn di chuyển vào đến đội với team Falcon. Nào Maiden, Maiden sắp nằm xuống tới nơi rồi. Quá ngây thơ Maiden ơi. Và giờ hãy cùng xem Snappy. Ok, rất hẹp. Snappy đặt quả C4, đối phương có thể nghe rào quắc lên luôn, không đủ tham mình. Rất đèn là Snappy, vẫn là một chiến thắng gọi tên Astralis ạ. Thực sự là thoát tim với những tình huống đấu súng liên tục đến từ cả đôi bên. Ông phải... Snappy à, anh tin rằng nó không phải là tiếng không mua súng, mà Snappy chắc muốn giữ lại tiền. Sau muốn kiểu là súng ai rơi ra tôi nhặt súng người đấy. Còn nếu không có súng nào được đội hình rơi ra, có nghĩa là một round thi đấu quá lợi thế dành đội hình bên phía team Falcon rồi, đúng không em? Đấy, còn với đội hình bên Astralis mà rơi súng ra là tôi sẽ vào nhặt. Chắc là Snappy tính thế, chứ anh nghĩ rằng Snappy còn mua được cả bom, mua được cả giáp một rồi thì không thể nào quên không mua súng được. Chính xác. Mà tiếng Snappy nghĩ là chỉ có một khẩu ốp ở B thôi, nhưng không, đối phương lại có hai B, và đó mới là cái điều bất ngờ. Snappy không kịp trở tay trong pha thi đấu đấy. Và giờ là quyền tactical timeout đến từ bên phía các thành viên của team Falcon. Tôi đang cảm giác tôi thấy rằng là huấn luyện viên của bên phía thành viên team Astralis nó còn nhiều hơn cả Zonic cơ. Đúng vậy, bởi vì Casper làm sao thể nói nhiều được bằng vị trí của Divine được. Casper là vị huấn luyện viên cũ của đội hình bên phía team OG. Và chúng ta biết được rằng ngày hôm nay OG họ bết bát như thế nào rồi. Thật sự là cơ hội dành OG tại giải thi đấu lần này không quá nhiều với con form của mình như vậy. Bây giờ thì đánh fit nhanh chưa bao giờ là một tình huống tối ưu cả, nhất là khi đội hình của Astralis họ tương quá nhiều đồ ra. Và Dufree là người nằm xuống đầu tiên, lại là Zabby. Và thấy rằng những pha thi đấu Zabby đặt rất đúng chỗ, những góc thi đấu chỉ đưa về những pha bắn nhau mà thôi. Zabby làm cực kỳ tốt. Sau đó nên nhớ rằng Zabby cũng đã nằm xuống bởi cái tên Maiden rồi. Bây giờ thì Ster đang phải thủ trong bóng sai, Ster đã làm được một. Và Ster vừa phải kê mid và vừa kê cả trong bóng sai nữa, Ster vẫn đang quẩy được nha. Ster không có trên mạng gục này, nhưng nên nhớ rằng vị trí này sẽ là một tình huống không thể chạy, về được đến chạy, được sắp chạy, chạy đâu, chạy con đi sâu. Đâu con đường quá dài. Và quả C4 đã rơi rồi. Nào Maiden, 1v3 không làm gì được Starven. 11 là 9 chín. Là những gì chúng ta thấy rằng đội hình bên Astralis vừa thực hiện với cái tên bên phía team Falcon. Và vừa rồi biết là gì không anh Fujin? Nó là kill out. Đúng vậy, đã hết tiền, Falcon đã hết tiền. Lấy gì để chơi đây? Bây giờ không up thì bao giờ up đây Falcon ơi? Có Fox bay hay không? Không đặt được C4. Vâng, Sun Pius thì ba chân bốn cẳng định chạy về bề nhưng không được. Như vậy là quyết định chỉ là up bài đến từ bên phía team Falcon. Vâng, cá rô phi rồi. Vâng, họ muốn phi nhưng ai cho họ phi đây khi mà ngôi sao đã lên tiếng. Nhà rất khéo và giờ thì Starver cũng làm rồi. Làm hai đến từ vị trí của Zappy và chỉ còn mình Dupri còn sống chắc thôi. Chắc tay quá. Starver, Zappy phối hợp quá nhịp nhàng mà Divine kết thúc đốt Dupri đem về cho mình cái Mass Boy. Lại là Divine có Mass Boy dành đội hình bên phía Astralis và tỷ số đã là 12-9 rồi. Vâng. Vâng, ngày gặp lại, ngày đầy duyên nợ nhưng trông có vẻ đội hình bên phía team Falcon vẫn là Falcon ADR 100 tròn đến từ tên Giáp Mỹ. Ở trong phim Kiều Giới Thôn ấy, nếu như anh có xem hay là các bạn có xem có một cái là vũ điệu của bầy rồng. Game of Thrones ấy. Còn đây, đây, còn đây, còn đây là Astralis là vũ điệu của người liệt. Vâng, họ bắn rất nhịp nhàng các bạn ạ, bạn thấy không ạ? Cứ đẩy xe lăn vào đầu thôi. Vâng, chiếc xe lăn của họ nhưng mà vận tốc thì tương đối là tối đa đấy. Dạ. Xe lăn như kiểu xe lăn được trang bị công nghệ cao như của Stephen Hawking vậy. Phi rất nhanh. Và bây giờ thì phải cẩn trọng với đối phương muốn bắn láo đến từ cái tên Maiden. Và Maiden đang lần có quả smoke này. Maiden nhìn thấy một người rồi nhưng chỉ là cấu máu mà thôi. Ui, spam cũng là một sự khó chịu đến từ cái tên Maiden nhờ. Đã mường tượng được cái tên bên phía team Falcon ở đâu rồi. Và nên nhớ rằng ở trong round thi đấu này, anh Falcon đang phải đi cứu cho mình những cái match boy. Bom đâu mà chơi đây hả? À? Falcon ơi, vẫn đục đéo đến từ Starven thôi. Nhưng phải nói rằng là đây là sự tự tin đến từ Starven. Và giờ thì bỏ mid rồi. Về. Trong khi đó thì Starven vẫn quyết định là cưng skill luôn. Đây là một góc thi đấu mà gần như Starven sẽ đánh cược rồi, sẽ không muốn lùi về nữa. Có ốp Divine mà, có ốp Divine mà. Đây rồi, hay quá. Quả lửa này đã fake được thành công. Và bây giờ Starven mới bắt đầu đẩy ra để kê các đối phương. Ui trời ơi, giặt quá rộng.
Và đó lý do vì sao Starvin đã chớ trong pha bắn vừa rồi. Hơi đáng tiếc, nhưng với bom xe A lại là sai thả mình. Nhưng Zambi vẫn thể quẩy được một con bắn headshot. Và đúng như tôi vừa nói, Zambi headshot luôn đối phương. Nhưng vẫn có một người đó là cái tên Dupree. Dupree đưa về, đó là 3v3. Một pha không lùi về được đến từ Maiden. Maiden đã phải nằm xuống. Ôi, đứng giữa đường. Và đưa về, đó là 3v1 đến từ vị trí Dupree. Dupree còn lại là người cuối cùng mà thôi. Nhưng liệu rằng Dupree có thể làm được không đây? Đối phương đang đi thẳng về từ khu vực đó chính là Donut. Lẩn trong làn smoke, nhưng smoke tan đi. Không có nhiều góc đứng đến từ Dupree. Dupree đưa về là 1v1. Dupree đối đầu cả Divine. Trước đó thì đó là vị trí Divine cùng với Magic Boy. Còn bây giờ thì Divine lại là Dupree. Oh! Quá chiến đấu đi! Divine! Chiến thắng hai round thi đấu cuối cùng đều gọi tên Divine. Trước hai người đồng đội cũ đó, Dupree cùng với cả Magic Boy tại map đất 2. Vâng. Dupree có thể có chức bây giờ thứ 5, nhưng anh ấy không thể đánh bại Divine. Tôi nói gì về câu chuyện đắc nhân tâm, câu chuyện đọc lòng người đến từ Divine rồi nào. Vâng, gần như Divine đã nắm đội hình bên phía Team Falcon, và nhất là hai ông bạn cũ Magic Boy và Dupree trong lòng bàn tay. Đập tay cái nào, đập tay cái nào. Vui lên. Tất cả đều là những gì anh tích trữ qua bao năm, trông có vẻ không có kiểu thân thiết lắm, không thân thiết lắm nhỉ? Không biểu cảm gì làm. Những người anh em, những người đã gọi nhau là hào sông tì và khoác vai bá cổ các thứ, cầm cúp Major liên tục, giờ thì chạm tay nhau cái kiểu mặt hàm đau làm sát khí đến tất cả đôi bên. Không có nhiều cái sự gọi là tình thương mến thương làm. Đó là nụ cười các thứ đúng không? Vâng. Vâng, Divine có lẽ sau những cái năm tháng trải qua những bể khổ đến từ NIP, đến từ cô hôn phu cũ của mình, và đến từ cả cái giai đoạn mà vị trí của Blame F là người côn nữa, thì Divine bây giờ đã là một con người khác rồi em ạ. Chính xác. Một con người cảm giác như hơi khó để nở nụ cười. Và Divine trận tiếng này, mặc dù frag không quá cao, 16-15, nhưng lại là tuyển thủ quan trọng nhất của đội hình bên phía Achalit. Bởi vì anh chàng này vừa là IGL và vừa là người phải luôn lát. Luôn kết thúc cái round thi đấu cuối cùng ở trong mỗi map thi đấu em nhở. Chính xác. Anh ấy là người đã clutch rất nhiều lần để cứu thua cho bên phía thành viên team Achalit. Ở đất 2, đó là một tình huống mà lấy 1-4 đến từ Divine bom sai B. Và ở map thi đấu anh Sơn là liên tục là những tình huống 1v1 thành công giữa Divine đối đầu với cả những người đồng đội cũ như là vị trí của Magic Boy cũng như cả Dupree nữa. Chính xác, và chúng ta thấy rằng đội hình của Achalit đã chiến thắng ở trong lượt trận thiếu BO3 này với tỷ số là 2-0. Không hề có sự rộng dài như những gì đã diễn ra ở đội hình BB Game Legend cùng với đó là Vitality. Và có thể thấy rằng đến bây giờ thì cũng đã là 3 giờ sáng rồi, trận thiếu chúng ta đã kết thúc với một tỷ số anh nghĩ rằng cũng rất vui mừng cho các bạn fan của Sao Đỏ đúng không em? Anh tin rằng là như vậy. Tôi nghĩ và rằng với đội hình Team Falcon thì họ vẫn sẽ phải xem lại bản thân mình khi mà họ đã gặp đối khá là cứng. Khi mà ngày hôm nay mà Zappi, Starvin đều ăn cực kỳ cháy, mặc dù có một vài pha đời không đem lại quá nhiều điều hiệu quả đến từ bộ ba trẻ Bro, Zappi và Starvin, nhưng với những tình bắn trade kill, với những tình bắn cover cho nhau thì các team bên phía Achalit họ vẫn làm rất tốt. Còn bây giờ thì có lẽ cũng rất cảm ơn anh em theo dõi ở trên kênh sóng của Online đến thời điểm hiện tại, một thời điểm mình nghĩ rằng đã rất muộn màng rồi. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ đến khoảng thời gian nghỉ ngơi, và ngày mai thì vẫn sẽ là khung giờ buổi chiều, bọn mình sẽ quay trở lại đây với những ngày thi đấu tiếp theo của giải đấu Blood for Group. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong phiên cắt lần sau.